luôn. Chừng nào mày về chung với tao đi, tao còn mấy tấm hình tao với mày, tao mày nhớ tao với mày đi uống cà phê Việt Nam không, mày tao với mày chụp hình đó còn kìa. Rồi nhớ Đợi làm sao đó. kỳ này về, về về chung đi, về không phải là chung chuyến đâu, có thể mày về một ngày trước, 2 ngày trước, hoặc là tuần trước tuần sau cũng được, không sao, về Hẹn nó gặp nha. hẹn hẹn về bển gặp là nhậu không bác? Đúng rồi, được. Con ở gần chỗ bác mà. Biết rồi, bây giờ làm sao mà có thể là về được mà lúc là vui đó rồi. Được rồi, chào anh chị em trên diễn đàn nha. Rồi Đang à, ngồi bây... ăn. Hôm nay Ủa? là giờ 7 giờ giờ là này tôi qua cái trường nói chuyện. 2 giờ Tôi rồi nghĩ lên mà. chơi. Mà lu bu quá không lên được. Cái chừng ngồi ăn cái xuống đây cái thấy bác mở live này ngồi nghe nãy giờ nói chuyện đây. Ừ thì nói Sao chung bác? thì thôi không phải bên bên mày sao rồi, bên mày sao rồi, bị biết cái gì đó không? Bên con là vụ gì? Nói chung là ngày nào nó cũng có chuyện. Chỗ bác nào muốn chuyện cũng gì vậy nó cũng có đủ tự quá, lên đủ quá, bên này cũng vậy đủ, bắt tao ra đường tao đây. đóng cửa rồi không mở cửa ra là nghe cảnh sát nó hú, xe cứu thương nó hú hoài, tao mệt quá đủ mà tôi. Dạ thì bên đây mấy anh chị em cũng nói hết trơn rồi, bác đồ này kia cũng nói hết trơn hết ý Đúng con, bây rồi, giờ con có nó biết gì nữa đâu nói. hết rồi. Thôi bàn để bàn về hẹn đâu ở Việt Nam đi, để có gì đi ăn Dạ nhậu rồi. dạ Ờ buổi thì giống như hôm bữa con có nói mấy cái vụ mà vaccine đâu đó à. là có coi, nói chung là cũng lên, con lên mấy cái, con hay tò mò vô mấy cái diễn đàn mà ở bên đây nè, con coi con chơi rồi xong rồi cái con mới kiếm được, con mới vô được cái website này là của cái nhóm này, là cái nhóm của mấy ông bác sĩ. Mấy bác À sĩ này á là toàn là giáo sư bác sĩ, toàn là dữ dữ mà. Thì cái ông này á, ổng bác sĩ nhưng mà gốc người Ấn Độ. Con có cái website của ổng luôn, có ổng là ai đồ này kia, ổng nằm trong một cái nhóm hiệp hội về bác sĩ nghiên cứu thuốc men đồ này kia. Thì ổng mới lôi ra hết mấy cái loại thuốc để ổng so sánh. Đó, thì ổng mới rồi ổng mới so sánh á, thì so sánh tới luôn hồi á là cái thằng mà thằng Sinopharm đó nha, là mắc nhất, nó là 145 đồng cho 2 dose, 2 mũi đó. Ừ. Còn tất cả các loại kia là chừng mấy đồng, mười mấy đồng hay là mấy chục đồng thôi. mà có quỷ An Bình Tâm đây nè, chút quỷ An Bình Tâm mà lên mà báo cáo vụ 2.000 mấy chết hả, ghê hả? Ở đâu nữa vậy? Thằng An Bình Tâm nó ở Mỹ, nó ở nó, mình không biết nó ở Wow. phải Cali, nó ở bên đâu ta? Đúng rồi, anh nói đúng đó. Ngày Ừ qua nếu mà tính ra là ở Mỹ đúng rồi đó, chết 2.000 mấy đó. 100, hai nó lên tới 180 mấy ngàn bị nhiễm á, mỗi ngày đó. Mỗi ngày trời trung bình ơi. là 100 mấy chục ngàn á. Mà bây giờ á, bây giờ tội nhất á là bác biết sao không? Cái tụi nhỏ, bây giờ tụi 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 con nít á, bây giờ nít nó bị, hồi lúc trước á người lớn Hồi trước bị thì không rất bị, là đúng nhiều. rồi, bây giờ cái đa tà này nó bị, chứ hồi xưa với COVID-19 không bị. Mà cái tiểu bang ở tiểu bang Mississippi nè ha, những cái tiểu bang ở đó đó, người ta nói, nó nói là save our children, là giống như là hãy giữ lại những đứa con nít, đừng có để nó bị nhiễm nó chết á. Lúc này tăng, nó tăng về nít tăng cao lắm. Đúng rồi, tao có nghe cái vụ đó. Rồi còn cái đám mà chống mà nói là này kia cái nọ không chết á thì sao, cái đám đó miệng Miễn bàn, tao không bàn, bang. hồi nãy tao nói tao buồn cười quá, tao đã nói với ông Phượng rồi đó. Trời ơi là trời, đụ má ông thống đốc tiểu bang, đụ má ra lệnh để mà cứu dân thì đụ má nó không chịu, nó rồi phê thuốc không. Đụ má nó ngược ngạo, đụ nhiều cái chuyện thấy buồn cười. Thằng cái gì, thằng chống xuôi, thằng càng thổi ngược nó là Đúng tệ rồi, lắm, trống đến xuôi càng thử ngược, không hiểu chống nào đến xuôi bánh nào. thổi ngược. Rồi ngày hôm qua buồn cười lắm, ngày ngày hôm qua tao nghe cái thằng nào Vũ Hoàng Lân nó ở trong cuộc biểu tình, nó mới nói thằng kia người Việt, anh ở tiểu bang dân chủ, anh là người dân chủ, vậy anh đi ra anh biểu tình anh đòi hỏi cái gì, và nếu mà anh gặp một người ông Joe Biden hôm nay thì thỉnh nguyện của ông là cái gì. Nó nói chứ nó không biết gì hết trơn, phát chửi à, đúng đúng đúng, có nghĩa là gì, khi anh đi biểu tình là anh phát biểu ý kiến,
hoặc anh bị một tổn thương, anh bị mất quyền lợi cái gì đó để anh đi biểu tình. Nó kêu nó đi, nó không biết gì hết trơn, nó biết chửi à, đồ quá. Tức như là anh theo kiểu giống như là ai vua hùa thôi, chứ mà anh theo quá mà theo vua theo, nó không biết, nó không biết gì hết á. Trời ơi, đồ bay chứ tao buồn cười nôn ruột luôn, tao buồn tiểu tiểu thiếu tiếng rập thiệt tình. An Bình Tâm mày gửi yêu cầu đi An Bình Tâm hồi nữa rất là nhiều, mấy thành phần nó rất là nhiều, mày gửi yêu cầu đi An Bình Tâm. Ở bên này á, được cái tiểu bang của tao ở, biết sao không, nó cũng ít lây nhiễm mà nó cũng hạn chế, là bởi vì hình như là cái tiểu bang này ai cũng sợ. Thực ra cái sự nó có chết, nó có lây nhiễm thiệt, nhưng mà rất là ít. Bữa nay nó mới có 7.000 mấy người à chết á, so với các tiểu bang khác như là Washington rồi qua kia thì đó là một con số khiêm nhường, cho nên ra cũng đỡ. Với phần tao thủ kỹ quá, tao không dám đi đâu hết trơn. Dạ. À, mày ở Đà Lạt hả? Nhà hoàng trong hồn quá. Đó, giờ bên đây bên con á là bị nhiều lắm. Ở Texas xịt này là bị quá bị. Đó, Texas xịt thì quá trời luôn mà. Ở bên đây nó bị nè. Ờ. Nó tăng mà tăng kinh khủng luôn á ở Texas. Không. Rồi còn ba cái đám ghê ghê ha. Còn ba cái đám xuyên tạc thì khỏi nói rồi, đéo mẹ đó. Thôi, đâu để ý là làm gì. Gì đó, không có cái gì trời. Vô sự thật, không có cái gì đúng hết á mà nó cứ xuyên tạc. Không có cái gì đúng hết. Ừ. Toàn là tào lao không. Đó, bởi vậy. Mệt thiệt á. Tao là việc con, bởi vậy con, tao đó rồi tao không có điểm. Nghe mấy cái thằng lâu lâu mình lên Facebook mình dạo dạo trúng vô mấy cái gì ta gì hôm bữa lạng vô cái trúng cái thằng mà Bình Minh gì đó không biết trên diễn đàn chắc nhiều người biết chứ. Nó nói Việt không, Nam không. Bây giờ người ta chết tràn lan đầy ở ngoài đường hết rồi. À, bây giờ tại sao bà con không xuống đường để gì biểu tình, biểu tình gì đó. À, bây giờ người chết rồi đói rồi. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ mà thấy đói giống như bây giờ. Người đói thì chết nằm la liệt ngoài đường. Rồi nó còn phan một câu nữa chứ đủ, bà con mà không xuống đường, dân Việt Nam mình không xuống đường, những người Việt Nam mà không chịu xuống đường biểu tình á, là những người đó là súc vật gì đó sống dưới chế độ. Đồ quá, điệt mẹ mày quá, cái thằng chó đẻ này đúng vậy. Đồ quá biết mà nó chơi kiểu vậy luôn á. Nó ngáo, nó ngáo, đúng là bị chửi đồ mà ký sinh trùng là phải mà điệt mẹ nó cái đám mất dạy chưa được thấy. Chửi là không không có sai, không có trật, đồ quá thậm chí. Khổ vậy đó mày ơi. Bắt đi sao giống như nó chống quá rồi nó kêu gọi riết rồi cái chả nó cái gì là giống như nó bị khùng vậy, bác hiểu không? Nó giống như là nó bị cuồng tên nó điên vậy. Nghe nó phải. Đó. Trời mất dạy. Còn ở Việt Nam con ở Việt Nam gia đình con kìa, bà con bình yên ổn bình thường. Bác thấy những cái thành phần mà đồ bác ngày nào bác quay sáng nay tụi nó báo cáo kìa, sáng ra mở cửa ra thấy có đồ ăn lên trước cửa nhà rồi, mới là sáng trời ơi. Cái con có ông cậu ở quận 12 bán trái cây kìa, ồ mà ổng nói hả chuyến này đồ ăn chắc ăn tới Tết chưa. Ông nói đồ ăn mà cho chắc ngày nào tới Tết chưa hết. Ông nói với con á, chắc cậu mở cái tiệm tạp quá. Trời ơi, cứ đem tới liên liên. Nhà con thì yên bình, mạnh ai nấy ở yên tĩnh, đàng hoàng. Khùng khùng gì đâu không. Bởi cái số đó số mày ơi. Số mà cái thành phần mà đồ này kia nó lâu mà lâu mới thấy chừng một hai vụ vậy thôi chứ ba đâu mà tạo lực bộ rồi hả. Cái hàng thống đốc của hàng Texas này, mấy thằng khứa này mất dạy thiệt. Ảnh rồi á, ảnh
anh chống em, mắc biết sao anh chống, anh không cho người ta giống như là kêu họ thấy gì đó, mình khuyến khích để cho người ta đeo khẩu trang đồ này nọ không, ông anh chống, anh làm giống như là anh muốn, anh sợ mất cái ghế của anh đó là phải đi làm cứ bình thường vậy đó, ông còn ai chết thì kệ mẹ, nó đâu có lo đâu. Con nghe con bực. Ở ngoài này gì có sống nó bị yếu này mày. Ủa vậy hả? Sống yếu Việt hả? Rai. Ừ. Có quá. Tiếng lúc có nghe có nghe được có nghe. Ok thôi bác mời ai lên nói chuyện rồi, đi. Okay. Con có việc con vô làm chút. Rồi ok. Dạ.